Sau đây là kết quả xổ số Khánh Hòa, thứ tư, ngày 8 tháng 2 năm 2023. Giải 8, trị giá 100.000 đồng, các vé tận cùng mang số 7, 1. Giải 7, trị giá 200.000 đồng, các vé tận cùng mang số 7, 4, 0. Giải 6, trị giá 400.000 đồng, các vé tận cùng mang số 8505, 0422, 8437. Giải 5, trị giá 1 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 4661. Giải 4, trị giá 3 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 63981, 27400, 85187, 85499, 56103, 74542, 96696. Giải 3, trị giá 10 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 08585, 69958. Giải nhì, trị giá 15 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 65010. Giải nhất, trị giá 30 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 62991. Giải đặc biệt, trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 7, 4, 7, 5, 9, 8. Xin nhắc lại, giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 7, 4, 7, 5, 9, 8.